Hello, chào các bạn, mình là Jay đây và hôm nay mình sẽ đi cái này. Yeah, hơi bị không ổn cho lắm nhưng ok và thôi nào. Chào buổi sáng các bạn. Ngủ. Hôm nay trường mình có một cái này nên mình phải mặc cái này và mình nhìn rất là ngu khi mình mặc cái này. Yeah. Chứ là nó không biết nữa. Cho vào quần. Oh my god, các bạn biết sao không? Có lần mình mặc cái này mình không có cho vào quần á. Và mình bị cô giáo chửi. Ok. Mình hơi bị lì gọn giường. Và phòng mình đang rất là... rất là không nên nhắc đến. Thôi lát này giải quyết. Chờ hết rồi. Đường, sữa, cho vào. Và sáng nay mình ăn granola của Oshi Bakery. Với dầu ủ. Rất là giòn. Ăn cùng dầu ủ. Hồi nãy mình rè quá nên bây giờ mình trễ giờ rồi. Mình đang dê xe. Mình đã có mặt rồi, bây giờ mình ăn dê. Mình đã tan học rồi và hiện tại rất là kẹt xe. Ai cũng muốn phóng ra hết. Và mình cũng thế. Yeah. Cuối cùng mình cũng sắp thoát ra được rồi các bạn ơi. Bạn biết sao không? Hồi nãy mình phải ngồi ở ngoài cho 2 tiếng á. Lạnh té đái luôn. Té đái luôn. Ok, bây giờ lái xe thôi các bạn. Mình đã về nhà thành công rồi. Lái xe khá là ghê. Bởi vì 2 ngày trước mình bị cảnh sát thổi. Nên giờ ám ảnh lái xe luôn. Đó là ghê đó. Và trưa nay thì mình ăn đậu hũ chiên gì đó mình không biết nữa. Sốt cà chua. Ý kiến quá là ngu, nó còn nóng phải thổi đã. Và uống sữa sô-cô-la bằng lát nữa không có đi số hả. Ok, thì lát nữa mình đi cái lễ hội, cái mô, cái tê gì. Thì mình đi cái này gọi là prom. Prom. Nó chính là một cái lễ hội mà cuối năm mà bình thường con trai và con gái đi với nhau. Nhưng kiểu như là mình... no, không. Nên mình đi với các bạn của mình. Và mình chính là người yêu của mình. Bình thường người ta nghĩ là rất là hoành tráng. Nhưng mình không có được hoành tráng cho lắm. Nên mình không biết mình nên làm gì nữa. Mình không biết mình nên kiểu là make up hay là không make up. Không biết mình nên làm tóc mình như thế nào. Và mình không quan tâm lắm. Nhưng mình cảm giác như là mình cần quan tâm một chút xíu. Nhưng mình không biết được. Nó là sống của mình không? Ok, để mình làm cái này hãy nè. 3, 2, 1. Oh my god, khoan khoan nha. Chỉ bánh cục nhưng yeah, đây là cái váy của mình. Hello các bạn, thì mình có 3 lựa chọn. Đây là cái này hoặc là cái này. Cái đầu tiên thì mình thấy nó nhìn hơi bơ quá nên cái đó thôi bỏ đi để cho dịp khác. Nhưng có cái này nhìn hơi giống như là váy cưới quá, tức là mình đâu có đi cưới ai đâu và mắc vô lý nữa nên không. Và cái này mình đã thử trong tiệm rồi và nó nhìn không có chỗ nào. Rất là kỳ. Nên mình đâu biết. Mình không có chuẩn bị cho cái này chỗ nào luôn. Nên mình đã mua lại cái váy này mình đã tìm thấy. Rất là giống như là công chúa. Nhưng mình không có muốn kiểu là mình chưa bao giờ mặc một cái váy mà đã nhìn giống như vậy bây giờ. Mình nhớ là hồi nhỏ mình thích mặc mấy cái giống như vậy. Nhưng mình đã dừng. Nhưng bây giờ mình đã quay lại. Yeah. Nó cũng khá là ổn. Mình đã hỏi các bạn là cái này nó có hợp mình hay không. Và cũng khá là nhiều bạn nói là nó không có hợp. Trời, tới phần đông 63% các bạn nói là không hợp. Có vài bạn còn nói là già. Nên mình cũng không biết nếu mình nhìn giống bà già kia mặc cái này không ha. Mình không biết nè. Yeah. Quá là sến. Mình không biết mình nên làm gì với tóc của mình. Tại vì nó... ôi quá. Để mình... ok. Ổn rồi. Nhưng mình sẽ làm tóc của mình. Mình không biết mình nên làm tóc như thế nào nữa nhưng... tóc. Để mình suy nghĩ, mình sẽ bịa ra mỗi kiểu tóc gì đó. Mình cũng không có được pro làm tóc cho lắm. Nhưng mình cũng không có đến nỗi tệ làm tóc. Mình làm hai cọng cái này để mình không nhìn dọc đầu. Tình hình cái tay mình đang tự di chuyển nhưng mình không có biết mình đang làm gì nữa. Nó ra sao thì ra đấy thôi. Hiện tại thì mình thấy nó nhìn hơi kỳ. Nhìn nè, ý là nó ra sao sao á. Mày thấy không? Ok, để mình làm lại. 5 phút sau. Tình hình thì nó ổn hơn rồi. Kiểu tóc kèm theo kẹp tóc luôn. Mẹ mình nói là nó lôi thôi quá nên mẹ mình lấy cái này và cuốn cuốn nó. Và có thêm đồ nghề cuốn cuốn này nữa. Có bao giờ nó cuốn rồi cái tóc mình nó chọc đầu luôn không ạ? Hiện tại mẹ mình mới làm quăng tóc nên nó nhìn rất là ngố. Nhưng lát nữa nó sẽ bị nhìn bớt ngố. Nó biết mình đang nghĩ sao. Nó có ổn không? Không ổn. Thì mình đã hỏi các bạn là mình nên make up hay là tặc mộc? Mặc mộc. Và tới hình như 80-mấy% các bạn đã nói là mình nên make up. Và mình không biết cách make up nên make up đối với mình là tỉa lông mày. Tình hình lông mày nó hơi mày quá. Đợi khoan, tôi nhìn rất là kỹ. Có bị là tỉa lông mày ra không ạ? Trời ơi, hên quá lông mày vẫn còn ở đó. Và cái môi của mình nó đang kiểu là nứt,
rất là nước luôn. Nên mình sẽ xài cái này, đây là sơn dưỡng. Nhưng nó có hơi màu màu, nó nhìn đỡ cái ghê hơn. Oh my god, mình nhìn ghê quá. Nhìn nè. Nó có màu thiệt. Ok, đó là cái đó. Nhìn sớm quá. Và mình đã cướp cái này của mẹ mình. Dạ, yeah. Cái màu mè. Ồ, không nữa nhìn. Mình nhìn giống như là mình đang rác chọt đuôi của mắt mình vậy. Wow. Mình thấy nó không có khác gì luôn, nhưng mình sẽ cho cái này lên. Mình cũng không biết mình đang làm gì nữa, nhưng mình đang làm gì đó. Các bạn vui chưa? Mình đang make up rồi nè. Các bạn thấy sao? Bây giờ mình sẽ đi thôi. Quá là nào. Và mang theo cái áo khoác để mình không có bị lạnh té đái. Yay. Đó là cái đó. Các bạn thấy sao? Quên, mình cần lăn nách đó. Và mình sẽ mang cái này theo để mình ăn nữa. Nó gọi là granola bar từ He Bakery. Có nghĩa là Hebe đổi tên thành He Bakery. Cái này thì kiểu như là một cái snack mà mình ưa mang đi học ăn, hoặc là kiểu như là chán ăn á. Nó có rất nhiều mấy cái hạt, kiểu là đủ thứ hạt luôn á. Trời ơi, yến mạch, hạt bí, hạt điều, hạt nhân, ốc chó, gạo lứt, bơ và mật ong. Nên nó rất là nhiều dinh dưỡng cho một cái. Nên các bạn kiểu là cạp một cái là dinh dưỡng đó, nó vào người rất là nhanh. Rất là thơm mật ong nữa. Các bạn có thể mua ở trên Shopee hoặc là Lazada. Mình lên trên đường đi đến cái chỗ gặp các bạn, và trời ơi, bốn cái toilet trên cao tốc. Các bạn mình sẽ mang guốc, nhưng kiểu là mình thấy là mang guốc nó rất là đau chân, nên thôi mang giày dẹp cho nó đã. Và mình đã tới rồi. Và các bạn mình thì quá là chuẩn bị với make up. Quá là make up. Kiểu như là nghề trang điểm quá là chuyên nghiệp luôn á. Tụi mình thì không có trang điểm bằng. Nhưng giờ tụi mình đã đột nhập vào cái khách sạn 5 sao để đi chụp hình. Có các mẹ của các bạn. Tụi mình chụp xong rồi đi chứ không có ăn gì đây hết. Và trong đám bạn mình thì hai bạn có con trai. Mình cô đơn. So how are you guys doing? Doing great. I'm cold. Me too. Không sao, ba chúng mình cũng cô đơn. Nhưng tụi mình ở chụp hình. Và mỗi đứa có một màu váy khác nhau. Mình thích hình này nhất là nhìn mạnh mẽ sao. Mình hơi tèo. Và đây là thêm mấy cái hình mà đã chụp hình. Mình bị vấn đề rồi. Mình đang vừa lên cầu thang vừa giảm lên váy của mình. Con ngày mặc váy này tới dập mặt luôn. Hình là không mang guốc đấy. Nhưng đây là mấy cái hình của mình. Ok, bây giờ tụi mình sẽ không có đột nhập chỗ này nữa, là vì hồi nãy giờ hơi bị lâu quá, hơi kỳ luôn rồi. Nhưng vào nhưng không có ăn gì chụp hình thế, nên người ta chuẩn bị đuổi ra luôn rồi. Và các bạn mình thì đi làm móng quá là sớm. Mình chưa có làm gì. Và sau đó tụi mình đã gom tiền lại để thuê cái xe này, chờ cái váy nữa. Ok, vào rồi. Hơn 10 đứa đi là giá ổn thôi. Nhưng để mọi thứ vui hơn thì tụi mình đóng cửa sổ lại. Đây kỹ là cảm giác như là mình không biết mình đang ở đâu, nhưng mình biết mình đang ở đâu. Trời ơi, bạn mình ngồi uống thấp lại luôn. Như quay lại chủ đề thì mình kiểu là mình chưa bao giờ lên một cái xe mà nó như thế này. Mình lên xe dài thằng lon rồi nhưng nó không có ngầu vậy. Kiểu như lần này mình bớt cô đơn hơn á. Ốp ngực rồi má. Và xe này kiểu như xếp một cái bạch bạc luôn. Vừa màu mè vừa có mấy ngôi sao lóng lánh ở trên nữa. Nhưng đường đi thì hơi bị sốc á các bạn. Có khi mình đang bay luôn. Tụi rất là tò mò tụi mình đang ở đâu, nhưng kiểu như là mở xong rồi cửa sổ nó bị kẹt luôn. Và lúc đầu các bạn nhìn, các bạn có thể nghĩ là đây là một cái vũ trường, nhưng thật ra không phải, là vì mình sẽ không bao giờ đi như thế đâu. Chỉ là một cái xe sến có 10 đứa nhảy thôi. Mình đang hơi bị điếc tai luôn rồi. Mình không biết mình đang làm gì nữa, kiểu như là mình đang tận hưởng cái xe này, nhưng mình thật ra mình cũng không biết nữa. Cuối cùng ánh nắng mặt trời đã quay lại, mình đã thoát ra khỏi xe rồi. Bây giờ thì đang ở chỗ ăn này. Nhà hàng này thì nó ở trên một cái đồi gì đó. Quan trọng nhất là gọi gì đây? Mọi người đang dò menu. Menu này không có hình nên ai biết gọi gì. Mình cần hình mới hình dung được. Chứ vậy sao mà. Mình đã mở lên mạng để xem và mình đã gọi món. Bây giờ tụi mình đã ra ngoài đây để hứng gió mát khung cảnh này. Thì tự nhiên. What? Hello, chúng mình đã quay lại rồi đây. Bể đây mang guốc đi tốc độ quá là chậm. Mang giày khỏe hơn gấp 100 lần. Hình này mình nhìn rất là hình này thì cười tươi. Hình này mình giả vờ nhìn đi đâu đó, nhưng thật ra mình không có nhìn đi đâu hết. Xong rồi các bạn kia quyết định đi ra và chụp hình thêm nữa. Trời, chụp hình lắm dữ. Thôi rồi, sắp tới. Và món khai vị đã tới rồi. Đây là cái món miễn phí mà bánh mì làm bằng bắp và nó có cục bơ. Trời, bà ăn bơ không luôn. That's really good butter actually. Mình thì ăn cái bánh mì là chính. Bánh mì giống như là ăn bánh ngọt vậy. Và cuối cùng thì đồ ăn chính đã tới rồi. Người ta mang nguyên cái trình bày này luôn. Guys, before you eat, take a picture of all the stuff. Chụp hình rồi đấy. Đồ ăn ra nhìn quá là sến và mọi người đều gọi các món khác nhau. Có người gọi giống nhau nhưng kiểu như là có người gọi khác nhau. Bạn này thì gọi cái thịt bò mà người ta nướng ở trên cái đá luôn. Sến mạnh bạo. Ok, ăn thôi nào. Đầu tiên thì mình sẽ ăn cái burger mini này.
quá là thịt và quá là phô mai. Cái này kiểu là mình thấy cái thịt nó khá là chất lượng và cái phô mai nó cũng chất lượng nữa, nó không phải là phô mai vàng khè kia. Tụi mình đã cua gơ cái burger và chú nhìn gì? It's so good, right? That is good. Mình muốn thử lại này nha. Và tiếp theo là cái món cơm Ý tôm hùm tôm này. Kiểu là cơm như nó trộn với kem. Các bạn thấy ngon quá nên ăn luôn. Người ta cho tôm hùm hơi keo nhưng đây là cái miếng ăn hết rồi hơi buồn. Hồi nãy cái cảnh chi tiền hơi giống như là một cái bãi chiến trường, như tụi mình đã xong rồi và bây giờ nhảy lên xe lại. Và mới phát hiện ra là xe này không có dây an toàn nên kiểu là mình có thể phóng lên lúc nào cũng được, mình không biết nữa. Bây giờ các bạn mình đang cảm giác cái nhạc một cách rất là thật sự, rất là dữ dội. Bên kia khá yên tĩnh và bên này khá trời ơi. Và mình thì khá như thế. Điếc tai rồi các bạn ơi. Tụi mình đã tới cái sân đánh gôn này, đây là trường mình sẽ có ở đây. Như trước khi chia tay cái xe buýt này phải hát một bài này đã. Mình hát quá là thấy ghê. Ốp ở bên đây thì là xe dài thần gọn thiệt nè. Và trước khi vào thì phải check in ngay đây. Người ta kiểm tra túi tùm lum nè. Và các bạn mình thì bị người ta ghim lại cái váy. Là vì lòi cái chân quá hay sao? Cái váy mình không có lòi nên mình ổn. Và hôm nay thì có khoảng 1000 người ở đây. Không biết trong bao nhiêu người ở đây cô đơn nhất tụi mình. Khi mà nghĩ đến prom, mình toàn là người tưởng nó sẽ giống như vậy. Hai nhà ra trường mình nó làm giống như một cái khu vui chơi. Hello các bạn, như vậy mới đã chứ. Là vì nhảy hoài chán chết có gì làm đâu. Nên giờ mình sẽ nhảy lên cái trò chơi này. Con rồng xanh lẹ xoay xoay. Các bạn kia không ai muốn vào hết nên bây giờ chỉ có hai tụi mình thôi. No one wants to go with us. Nhưng hai anh chàng quyết định lên với tụi mình. Và giờ tụi mình đang quay như khùng như điên. Mình cảm giác cái đồ ăn hồi nãy mình đang chuẩn bị đi ra hết không ạ? How are you feeling? How are you guys feeling? I don't even know you guys. Pretty good. Okay. Uh-huh. Đồ ăn chuẩn bị ra thiệt. Yo, đồ ăn không bị order nên bây giờ sẽ tổ chức bằng cách ăn tiếp. Tụi mình sẽ ăn cùng kẹo bông gòn với cái này. Đây là kiểu là một cái bánh donut chiên nhưng nó nhìn giống não. Món này phải gọi là quá là mỹ luôn. Thật ra mình chưa bao giờ ăn món này bây giờ nhưng bây giờ ăn thôi và mình nhìn giống như là phù thủy. Xanh lè xanh lét. Và đây thì là khu vực người ta nhảy và mình sợ luôn rồi. Mình sẽ bị ngộp thở luôn. Cũng có tiếp buồn nhảy cặp đôi nữa nhưng mình không có quay cái đó. Mình không hiểu đây sao có cái trò này, như tưởng là có cái trò này kiểu là đây là cái trò trượt tuyết gì đó mình cũng không hiểu nhưng mình chơi rất là dở Và tiếp theo tụi mình xếp hàng lên cái này. Đây là cái trò xoay xoay, không biết cái này nó có an toàn không nữa nhưng trời, nãy giờ xếp hàng đã đợi ai nghe, cái hàng nó cục ngay tụi mình luôn. Chán. Nhưng 7 phút sau thì tụi mình đã lên được rồi. Và mình rất là sợ lọt điện thoại nên bạn mình gan và bạn ấy đã quay. Yeah, thank you bạn quay. Nói chung trò này quá là vui nhưng hơi bị lật váy lên thôi. Không sao các bạn, mình còn sống. Và tiếp theo thì mình đã vào khu chụp hình. Hình nhìn cũng khá là ổn nhưng ngoài cái hình này nhìn cái mặt hơi lố thôi. Hình này thì buồn cười. Và mình đã ăn tiếp là vì và mọi người đã đi hết rồi nên bây giờ chỉ còn tụi mình lên đây thôi. Chúng mình được riêng nguyên cái đu quay luôn. Và cuối cùng thì chơi một chút cái này và chụp hình nữa, xin đôi của mình. Và 10:30 tụi mình đã bị đuổi ra và đó là cái đó. Ok, bye bye.